Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng chúng tôi điểm những nội dung chính có trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau những sự cố tại dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh Hà Đông thì vào ngày 5 tháng 1, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đã có buổi làm việc với ông Mã Giang Kiềm, Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc. Và tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu thay giám đốc điều hành dự án và thay đổi các nhà thầu phụ theo sự giới thiệu của Bộ Giao thông Vận tải. Về nhà thầu phụ, Thứ trưởng yêu cầu đưa các đơn vị mạnh nhất của ngành giao thông vận tải hiện nay vào thi công những hạng mục mà Việt Nam chưa làm được như lao dầm, lắp đặt tàu, tổng thầu phải thực hiện và chịu trách nhiệm. Tư vấn giám sát phải ký hợp đồng với tư vấn giám sát trong nước ở phần xây lắp các trụ, nhà ga. Các hạng mục liên quan đến lắp ráp, vận hành tàu điện vẫn do tư vấn giám sát Trung Quốc thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các bên nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án, chi trả nhanh cho các nhà thầu phụ Việt Nam. Đề nghị ông Mã Giang Kiềm trực tiếp ký nhân sự, những thay đổi nhân sự và tổ chức phải báo cáo bộ vào trước ngày 10 tháng 1. Những ngày đầu năm mới 2015, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình đã đón hơn 5.000 du khách và con số này đã tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đổi mới phong cách phục vụ, hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách lưu trú qua đêm tại Phong Nha, năm 2015, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục đa dạng thêm các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động du lịch để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến với Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng phấn đấu trong năm 2015 sẽ đón trên 500.000 lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế. Thưa quý vị, chung kết cuộc thi Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014 đã diễn ra tối qua mùng 5 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và chiếc vương miện đã thuộc về thí sinh Trần Ngọc Lan Khuê và cô cũng sẽ là người đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2015. Lan Khuê cũng là thí sinh luôn đạt điểm số cao nhất trong suốt 75 ngày rèn luyện tại lâu đài sắc đẹp. Cùng với ngôi vị quán quân của cuộc thi Hoa khôi áo dài, Lan Khuê cũng là thí sinh nhận được giải thưởng thí sinh tự tin tỏa sáng. Á khôi 1 của cuộc thi là Phạm Hồng Thúy Vân và Nguyễn Thị Lệ Quyên. Đoạt giải Á khôi 2, hai thí sinh này sẽ lần lượt đại diện cho Việt Nam tham gia vào hai cuộc thi hậu quốc tế và Hoa hậu siêu quốc gia năm nay. 350.000 thông tin tài khoản khách hàng của ngân hàng Morgan Stanley đã bị đánh cắp bởi chính nhân viên của ngân hàng này. Và ngay sau khi công bố thông tin này thì hãng Morgan Stanley đã lập tức sa thải nhân viên này và mở một cuộc điều tra. Sự việc này được công bố đã khiến cho giá cổ phiếu của Morgan Stanley ngày hôm qua giảm 3,5%, mức sụt giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 10 cho tới nay. Morgan Stanley đã phát hiện 900 tài khoản trong tổng số 350.000 tài khoản bị đánh cắp của ngân hàng mình bị đưa lên mạng, đồng thời họ cũng đưa ra cảnh báo tới các khách hàng có khả năng bị ảnh hưởng cao. Đêm qua, giá dầu thế giới đã rớt xuống dưới 50 đô la Mỹ một thùng và đây là mức thấp nhất. Mức thấp kỷ lục trong hơn 5 năm qua và diễn biến bất ngờ này đã khiến cho thị trường tài chính chao đảo trong phiên giao dịch sáng nay. Hàng loạt cổ phiếu của các hãng năng lượng hàng đầu thế giới từ BP của Anh đến ExxonMobil của Mỹ cũng đều lao dốc. Nguyên nhân không chỉ là do dầu rớt giá mạnh mà còn do lo ngại về nguy cơ Hy Lạp rời khỏi khu vực Eurozone. Cùng với đó, các chỉ số chứng khoán châu Á cũng đang ở mức thấp nhất trong 7 tuần qua. Cổ phiếu Nikkei 225 của Nhật Bản giảm tới 2,5%. Các tài sản mà nhà đầu tư đang chuyển hướng sang đó là trái phiếu chính phủ Mỹ, đô la Mỹ và vàng. Ủy ban châu EC ngày hôm qua đã hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép mở cửa lại thị trường để nhập khẩu thịt bò từ châu Âu kể từ tháng 1 năm nay, sau 16 năm đóng cửa do lo ngại về thịt bò nhiễm bệnh bò điên. Bộ Nông nghiệp Mỹ thông báo nước này sẽ từ từ mở cửa lại thị trường đối với châu Âu bắt đầu từ Ireland, cho phép nước này xuất khẩu thịt bò trở lại vào Mỹ trong những tuần tới. Theo các quan chức Ủy ban châu Âu, động thái của Mỹ mở cửa thị trường đối với thịt bò của Ireland, quốc gia chiếm 70% lượng xuất khẩu thịt bò của EU vào Mỹ, là một tín hiệu tốt để dỡ bỏ lệnh cấm vận không cân xứng vào tháng 1 năm 1998 sau cuộc khủng hoảng liên quan đến bệnh bò điên. Các quan chức châu Âu mong muốn Mỹ sẽ nhanh chóng mở rộng chấp thuận đối với các quốc gia khác của EU.
Phần điểm những tin chính trong ngày của Ban Truyền hình Đối ngoại xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.